Rồi chào anh em, thì nay mình về được một cái lô hột điện nha anh em nha, mới của Nhật luôn. Nhưng mà vì lý do gì mà nó bỏ ra nè, nó thải ra ha. Có nhiều cái anh em nó chưa có hàng cái chân tiếp địa luôn. Đây như mình cho anh em coi nè. Đó tại sao mình gọi cho mấy cái tủ điện ha. Cái này là cái tủ điện nó ráp cho những cái công ty hóa chất anh em, hóa chất với bên ngành thực phẩm ha. Ở đây nó làm rất là đẹp, có vài cái nó bị móp nè, móp nhẹ thôi không ảnh hưởng nha anh em. Đây nó rất là dày, đây mình cho anh em coi nè. Thì những anh em nào làm tủ điện sẽ biết đây là cái chân tiếp mát. Cái chân này thì nó sẽ bằng đồng nè, anh em nhìn nè. Đó, để anh em đi một cái hộp điện xong rồi chân này nó bằng đồng. Đó, có vài cái nó bị móp mà nó không đáng kể nha nè. Móp nhẹ lắm, đó đây. Rồi, thì có vài cái nó chưa có hoàn thiện vô đây. Thì nó ra như vậy. Đó, thì cái này nó kính nó không có bị xì nước nha. Và nó có nắp rồi, bây giờ mình sẽ đo kích thước của nó cho anh em. Nè, kích thước của nó là 30 nha nè. 30 vuông 30 ha. Cao mình đoán chắc cũng 30 luôn, đúng rồi. Tất cả là 30 hết nha nè. Đây 30 hết. À, 30 hết một cái bao gồm cả nắp á, thì nó sẽ nặng là khoảng 7 kg nha. Đây. Đó, một cái bao gồm cả nắp. Cái này thì nó móp nặng nè. Cái này nó móp nặng nên là mình đóng cái nắp không có được, thì mình sẽ lấy cái khác ha. Cái này thì không có dao bỏ lại nè, tại nãy mua mình không có lựa kỹ. Đó, tại vì người ta cũng bắt lấy hết nên là cũng không có lựa được anh em ơi. Đây. Đó, ví dụ như đây. Đó, thì ở đây mình có được mấy cái nhỏ nè nè. Cái lớn là 30 ha, nặng 7 kg. Nặng 7 kg thì mình bán giá là 650.000 nha nè. 650.000 phí ship anh em trả. Đó tại vì cái này là inox nguyên khối rất là đẹp luôn. Đó anh em làm tủ điện hoặc về anh em đựng cái gì cũng được, đựng nước để anh em rửa đồ hoặc là làm chậu cây hoặc là làm hồ cá gì cũng được. Nó hàng cực kỳ đẹp luôn. Đây. Cái chỗ này anh em taro anh em làm ốc được luôn nha. Anh em taro anh em làm ốc được luôn. Đó. Cái hàng này là hàng chưa xài nhưng mà tại sao nó bỏ ra thì mình cũng thua. Đó. Cái lớp inox của nó nè, dày kinh khủng luôn. Dày khoảng tầm là 1.5 ly. Cái này hơi khó thấy ha. Mình đoán chắc phải tầm 1.5 ly. Rồi bây giờ mình sẽ đứng lên cho anh em coi. Đó, mình đứng lên ngay trung tâm luôn ha. Nó dày kinh khủng luôn anh em ơi. Dày lắm. Kinh khủng luôn. Đó. Đó thì anh em nghĩ đi, anh em làm những cái hộp điện hoặc là những cái gì ở ngoài trời thì anh em sử dụng cái này. Ở đây nó có một cái nắp nè. Anh em về anh em muốn làm chống nước thì anh em làm giống vậy. Nó có một cái nắp. Nó dán keo và nó khoét ron rồi nè. Đó. Chưa xài nha anh em, cái này là chưa xài rất là đẹp. Thì khi mà anh em muốn chống nước thì anh em làm giống hình cái mẫu này đi ron. Toàn bộ nắp ở đây chỉ có một cái như vậy thôi nha. Một cái thì anh em sẽ đậy nó lại. Đó, anh em taro, anh em siết ốc thì nó sẽ kín hoàn toàn luôn. Đó, dĩ nhiên hàng ngoài bãi thì nó có chày xước xíu. Ở đây thì mình sẽ có một cái hộp nhỏ hơn. Hộp nhỏ hơn. Nhỏ nhất á, thì nó sẽ là nhỏ nhất của nó sẽ là khoảng tầm 15 quá. Đúng rồi 15 nha anh em. 15. Cao 10. Nè 10 à, cái này là 15 và cao là 10. Đó ở đây nó có cái chân để anh em tiếp địa bằng đồng luôn, rất là đẹp ha. Đó, cái này có một cái anh em, chỉ có cái lớn này mới có nhiều thôi, chứ còn cái nhỏ với cái chung này thì có một cái nha. Đây cũng vậy luôn. Cái này mà anh em nào mà mì nóc làm chậu cây hoặc hồ cá mini rất là đẹp luôn nha anh em. Đó 20 nè, 20 à, cái này là 20 nè, cái này là 15 nè, 15 cao lên 10 ha. Còn cái này là 30. Cái này thì nó có số lượng nhiều. Mình có được mười mấy cái thì những cái móp như vậy mình sẽ bỏ lại nha nè. Bỏ lại để nhà mình xài, mình đựng đồ để rửa. Thì cái này giá của nó sẽ là 650.000, không bao gồm phí ship. Cái này nó nặng tới 7 kg, có nghĩa là anh em mà khi mà anh em tính ra cái giá inox phế liệu nó cũng không mắc hơn bao nhiêu. Chứ anh em mà bây giờ anh em đi gia công cái này là không gia công được nha anh em. Cầm 600-700 ngàn là không gia công được cái này nha. Đó đây. Có những cái nè nó bị móp nè, anh em nào mua trước á, thì sẽ có những cái đẹp. Đó, mua sau thì sẽ bị những cái móp này. Những cái này thì mình có thể bẻ lại được nha anh em, còn cái này thì nó móp cái khung luôn, nó móp cái khung luôn, mình không có bẻ lại được. Nó chỉ cần đưa nắp lên và đậy thôi. Đây. Đó, lỗ này lỗ ốc nha nè, taro là bắt cái con ốc vô đây luôn, làm cái cánh bướm luôn, rất là dày. Đây nè, cái hộp nhỏ này chất liệu là nó y vậy luôn, nó dày cùi à. Nào mình đạp lên nè, nhúng mà không có ăn thua gì đâu anh em ơi. Dày lắm, dày cực kỳ. Đó, nó chấm cái điểm hàng để anh em tiếp địa đồng vô đây. Đó. Còn tại sao nó lại bỏ thì mình không biết, có thể là cái tiêu chuẩn của Nhật nó cao hơn, nó những cái mối hàng đó, nó không đạt chuẩn. Nhưng mà đối với Việt Nam mình những cái mối hàng này cực kỳ chắc luôn đó, nó làm vuông vức rất là đẹp nha anh em, nhìn cái mối hàng này. Nói chung mà không có gì để chê, cái này là nguyên một tấm.
nó vào khuôn ép này kia nó dập ra đó, máy dập hết nha anh em, chứ không phải là bằng tay, tại vì gia công bằng tay cái này tiền công rất là cao, chỉ có máy thôi đó, đẹp cực kỳ luôn đó. Rồi ok nha, cái lớn là 650 ngàn một cái, ở đây được khoảng hơn chục cái xíu thôi. Rồi bye bye anh em.